2-1 rồi. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Xuân Anh và hiện nay tôi đang có mặt tại thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy của tỉnh Nam Định. Bão số 3 thì hiện nay đang, với thông tin mới nhất thì đang mạnh cấp 9, giật cấp 11, cấp 13. Và tâm bão cách bờ biển Hải Phòng, Nam Định khoảng 120 km về phía đông, có cường độ cấp 9, giật cấp 10, cấp 12. Do ảnh hưởng của bão nên trên đất liền từ Quảng Ninh đến phía bắc của Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, 13. Các nơi khác thuộc vùng đồng bằng Trung Du, Bắc Bộ và Nghệ An, Hà Tĩnh gió cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9 đến giật cấp 7 đến cấp 9. Và trong dự báo khoảng 6 giờ tới thì bão sẽ hướng thẳng về phía các tỉnh thành từ Hải Phòng trở xuống đến Ninh Bình. Hiện nay thì nơi tôi đang đứng gió khá là mạnh và mưa khá là to rồi. Và các thông tin tình hình mới nhất về cơn bão số 3 sẽ được chúng tôi liên tiếp cập nhật trên các bản.